Chiếc Flycam được mong đợi nhất năm nay, DJI Mavic 3 Pro đã chính thức ra mắt vào hôm nay, 25 tháng 4 năm 2023. Một sản phẩm hứa hẹn sẽ được các nhiếp ảnh gia và người quay phim chuyên nghiệp yêu thích và săn đón. Hãy cùng tokyocamera.vn mở hộp và xem nhanh DJI Mavic 3 Pro có gì mới nhé! DJI Mavic 3 Pro ra mắt với hai lựa chọn, Mavic 3 Pro và Mavic 3 Pro Cine. Ở đây chúng mình đang có phiên bản Mavic 3 Pro đơn với tay cầm RC. Mavic 3 Pro còn có thêm tùy chọn Fly More Combo với nhiều phụ kiện và tay cầm RC Pro. Cảm nhận đầu tiên khi cầm Mavic 3 Pro trên tay của chúng mình đó chính là nó đẹp, cầm rất đầm tay và trông khá là hầm hố. Chiếc máy bay này cũng trang bị đầy đủ cảm biến đa hướng, ngoại hình khá giống với các phiên bản Mavic 3 trước đó, nhưng có nhiều điểm vượt trội và đáng để trải nghiệm hơn hẳn. Khác biệt rõ rệt nhất với Mavic 3 và Mavic 3 Classic mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường đó chính là cụm 3 camera mới cực ấn tượng với thông số. Camera chính Hasselblad 20MP với cảm biến CMOS 4/3 24mm f2.8-f11. Camera thứ hai là Medium Tele cảm biến CMOS 1/1.3 inch 70mm, zoom quang học 3x với f2.8 48MP. Camera thứ ba Tele cảm biến CMOS 1/2 inch 166mm, zoom quang học 7x và zoom hybrid 28x ở f3.4 12MP. Camera medium tele và tele có thể quay được 4K ở 60fps và camera chính của Mavic 3 Pro có thể quay 5.1K ở 50fps. Thêm nữa, đối với phiên bản cine thì cả 3 camera này đều hỗ trợ cả định dạng Apple ProRes 422HQ, 422 và 422LT và tích hợp cả ổ SSD 1TB ngay trong thân. Camera chính và camera medium tele đều hỗ trợ Focus Check gồm Active Track 5.0, Spotlight và Points of Interest để thiết lập quay phim thông minh và tiện lợi hơn. Ngoài ra, các tùy chọn quay chụp như là Master Shot, Quick Shot, Panorama, High Speed Quick Transfer đều tích hợp trong chiếc máy bay này. Một thiết bị cao cấp, dĩ nhiên cũng tích hợp công nghệ truyền sóng Aquasim 3 Plus với khả năng truyền ổn định ở độ xa tới 15 km và viên pin 5000 mAh sử dụng lên đến 43 phút. Với tất cả trang bị và thông số này, Mavic 3 Pro quả thực sẽ khiến các nhiếp ảnh gia và các nhà làm phim yêu thích bởi nó hoàn toàn có thể đáp ứng linh hoạt được những nhu cầu phát sinh mỗi khi tác nghiệp, cho ra những sản phẩm vô cùng chất lượng. Có lẽ những gì chúng ta có thể biết và đánh giá về Mavic 3 Pro có thể là ngoại hình và thông số ở thời điểm vừa ra mắt này. Nhưng khả năng quay chụp vượt trội hơn những phiên bản tiền nhiệm như là Mavic 2 Pro, Mavic 3 hay là Mavic 3 Classic thì là điều chắc chắn rồi. Nếu như bạn quan tâm thêm về Mavic 3 Pro và khả năng thực chiến của nó, hãy nhớ nhấn like và subscribe Tokyo Camera để đón chờ video kế tiếp nhé!